Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc cũng như là gửi tới gia đình Bắc Phương, bác ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, bốn cỗ ngai thờ gia tiên. Và mục đích sử dụng của bác đó là bác đặt cho đình, như chúng ta hay nôm na gọi là ngai thờ gia tiên cho dễ tìm ở trên mạng xã hội YouTube cũng như là Facebook. Bốn cỗ ngai thờ này chúng tôi làm theo hàng đặt, hàng kỹ vì chúng tôi đục ba mặt như nhau, đằng hông cũng như đằng tiền. Chúng tôi đều chạm phía dưới hồ phù và chân là chân quỳ dạ cá. Bên trên là chúng tôi chạm mà tai rồng. Rồng là rồng thật. Thì có bên cạnh các cái mẫu này chúng tôi còn các cái mẫu vành tai trơn. Và cỗ ngai các bạn đang xem đây là cỗ ngai 8 tấc theo thước cổ của các cụ ngày xưa để lại. Nhưng mà như thước mới bây giờ nó rơi vào là 42 nhân 35 và nhân 75. 75 là chiều cao. Chiều dài 42, chiều sâu 35. Và chân là chân đục hổ phù. Dạ cá là chúng tôi cũng đục đầu hổ phù kênh bong. Đây là hàng kỹ của chúng tôi. Và sau khi xong mộc chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt, gửi tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi video clip của chúng tôi cũng như là tới gia đình Bắc Phương, bác ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trong thời gian trước bác đã sắm rất nhiều các cái đồ thờ cúng như hoành phi, câu đối, cuốn thư, cửa võng. Tiếp đây thì bác lại sắm tiếp bốn cỗ ngai và hai cỗ ngai tiếp theo này là có kích thước là chiều dài 50, chiều sâu 42, chiều cao 87, hay còn gọi là cỗ ngai thờ một thước. Cỗ ngai 8 tấc là cỗ ngai nhỏ nhất. Sau đó là đến cỗ ngai một thước. Cỗ ngai một thước này cao 87, tổng thể từ dưới đất lên đến đầu rồng. Và được làm bằng 100% từ chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít ăn quả. Ngai thờ được làm bằng chất liệu gỗ mít này rất là bền. Sau đó thì chúng tôi sẽ sơn son thiết vàng, phủ hoàng kim. Quý khách có nhu cầu về làm ngai thờ, quý khách liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm hàng kỹ, hàng cao cấp. Nếu như quý khách mà thích hàng giá rẻ thì chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu giá rẻ và chúng tôi sẽ nói không với bảo hành. Gần đây rất nhiều quý khách so đo giá thì chúng tôi cũng nên tư vấn vậy để cho quý khách hiểu hơn về các sản phẩm hàng cao cấp. Hàng cao cấp thì chúng tôi đục chạm nó tỉ mỉ hơn, kể cả khâu chọn gỗ chúng tôi cũng chọn rất là đều màu. Và cỗ ngai cuối cùng là cỗ ngai một thước hai, chiều dài 60, chiều sâu 47 và chiều cao là 97. Đây là các cái bộ bát biểu chấp kích chúng tôi cũng làm cho đình chùa. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành là một đơn vị sản xuất trực tiếp cung cấp ra ngoài thị trường các cái sản phẩm đồ thờ cúng gần như lớn nhất miền Bắc, nói về các dòng ngai thờ, bát biểu chấp kích cũng như là ngựa thờ. Chúng tôi quay rất nhiều các video clip gần đây về các bộ hoành phi câu đối. Chúng tôi sản xuất rất nhiều, trong một tháng chúng tôi từ 100 tới 200 bộ. Thì quý khách có nhu cầu, quý khách nên đặt sớm trong dịp Tết 2021 này. Tôi sẽ quay rất chi tiết tỉ mỉ từng góc cạnh của chiếc ngai thờ. Và đây tổng thể là bốn cỗ ngai, như ngày xưa các cụ còn gọi là ỷ thờ. Như chúng tôi sản xuất là chúng tôi gọi là ngai thờ 8 tấc, một thước hai, một thước rưỡi. Cỗ ngai một thước rưỡi thì nó sẽ cao 1m17. Quý khách hãy đăng ký kênh để xem các sản phẩm đồ thờ cúng mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.